À, Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tín đồ hòn địa Nhật Bản nay Tuấn Japan có mặt ở ngõ 95 phố Cự Lộc, uh, Thanh Xuân, Hà Nội uh, Để uh, vào thăm một chị khách hàng, chị Hà Đã lấy một cái máy điện trường PH14000 của Tuấn Japan Trước đây thì chị đã dùng uh, và ngồi cái máy điện trường uh, Mô vát và một số các loại máy điện trường cao áp nội địa Nhật Bản uh, Đã 7 năm trời uh, Thì uh, hôm nay là Tuấn Japan sẽ trao đổi và chia sẻ À, cùng chị xem là chị à, dùng cái máy pH 14 14000 thì nó như thế nào. À tổng à, đang hiện đang có mặt ở tại ngõ 95 à phố Cự Lộc à, Thanh Xuân Hà Nội. Đây để bên số 40. Đây là đến nhà chị Hà. em chào chị. À chào chú Tuấn. Vâng, em à, chào chú chị. Hôm nay lại Đây còn... năm mới <laughs> chúc khỏe chị lần thứ hai chào à, vâng. chú Tuấn <laughs> vâng. à, em cũng đến hỏi thăm chị và muốn mong muốn chị chia sẻ một chút về cái sản phẩm đây máy điện trường cao áp PH 14000 bốn đó mà chị đã lấy từ hôm mùng bốn Tết đó chị dùng thì em muốn là chị chia sẻ về cái máy điện trường này À, khi mà chị sử dụng uh, cái máy điện trường này ấy thì uh, uh, nó so với cái những cái, cái máy mà, mà 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 trước đây chị đã dùng rồi đúng không? Thì chị thuê chị, chị thì... có thể giới giới thiệu lại uh, tên địa chỉ của chị để à, cho Giới, mọi giới thiệu biết. À, với lại các cô các bác các chú là tôi là phạm thị khánh hà ở ngõ 95 phố cự lập. Hôm nay tôi 62 tuổi. Thế này à, cách đây ha, à, năm, gần 10 năm về trước tôi dùng cái máy tôi đi không có tiền mua máy tôi mua tôi đi ngồi thuê cái máy gọi là máy mô vát. Thế thì tôi dùng quá trình này gần 10 năm nay rồi. Thế thì tôi rất là hiệu quả. Thế thì tình cờ tôi lại mua được tôi lên mạng tôi gặp của anh Tuấn tôi tôi xe tôi biết đến cái GH 10 PH ạ. À? PH 14.000 thì là tôi đã mua của chú Tuấn. từ hôm mùng 4 Tết mà đến hôm nay là hôm là được 20 ngày rồi, 22 ngày rồi. Tôi cảm nhận rằng là so với cái máy cái máy dòng đời 10 pH 14.000 với lại cái dòng điện cái mô vát kia thì mô vát kia nó có một cái cao hơn, ưu điểm của nó là cao hơn. À, tức là nó có cái máy có cái cái cái, cái trị liệu một điểm có cái để làm gì? Mục đích là để cái điểm nào đau như là dây thần kinh nào nó đau nó trị vào cái điểm đấy nó như là cái bút Trông thì giống cái bút thử điện nhưng mà nó như là cái để cứu cái châm cứu ạ. À. Dạng dạ, chấy vâng. châm cứu để tự nó nó dò được huyệt đấy. chỗ nào đúng nó dò đấy cái đấy rất tốt nếu mà các bác mà các cô các chú mà có tiền mà mà sở hữu cái đấy nó chỉ là hơn, không đáng hơn cái này là bao nhiêu đâu. Thì còn tôi thì tôi không có tiền thì tôi chỉ mua cái nhỏ này thôi. Nhưng mà các bác có thêm tiền mà mua cái đấy thì nó tốt hơn rất là nhiều và cảm nhận được rằng là mang lại cho hiệu quả của, của của sức khỏe rất là tốt và, và tự tin trong cuộc sống nhiều hơn. Em thì... cảm ơn chị là à, chị đã tin tưởng những sản phẩm của Tuấn Japan mà tại vì Tuấn Japan cũng chia sẻ này cái máy PH 14.000, 13.000 thậm chí nó thấp hơn. Nó là cái model cái đời trước thôi. Ừ. Thì nó có giá rẻ hơn một <laughs> chút. Chứ còn giá mà mới cái máy này ở bên Nhật thì đâu nó nó rơi vào trên dưới 70 triệu chứ không thể không nhỏ và. và những cái máy cao cấp ví dụ như là ở thị trường Việt Nam Movat IS 30.000 Medic hay là nhiều cái cái hãng nữa nó trên dưới 200 triệu. <laughs> đấy. Có cái thì gần 300 triệu đều có hết. Và Tuấn Japan đều có những cái máy đấy, đấy nhá. Tuấn Japan đều có những cái máy đang bán trên trên thị trường Việt Nam. Thì Tuấn Japan đều có đấy, hàng qua sử dụng hàng à, à, trưng bày hàng mới nguyên hộp có nhưng mà anh em chị em phải đặt nhưng mà Tuấn Japan thì vẫn chia sẻ là người dân kỹ thuật và uh, qua những cái mà ví dụ như chị dùng cái này máy qua sử dụng thì chị thấy cứ một cái thời gian mà chị đã 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 được kinh nghiệm là chị ngồi cái ghế cái cái máy điện trường này cao áp máy máy điện trường cao áp này 7 năm trời của những cái hãng cao cấp như Movat rồi IS 30 000 và nhiều máy khác thì chị bây giờ chị so sánh với cái cái này, cái này ví dụ mình đầu tư hơn 10 triệu đó thì chị thấy nó nó xứng đáng không ạ? Có xứng đáng chứ, mà còn rẻ nữa. Dạ. Rẻ hơn bởi vì tôi, tôi mua sử dụng hiệu mang về là tôi được có quyền, tôi ngồi giờ nào là quyền của tôi. Dạ, đúng rồi. Và rồi tôi thích sáng trưa chiều, chiều tối mặc kệ tôi. Và... và tôi thích một trị liệu một ngày bao nhiêu buổi là quyền của tôi nhưng tôi đi ngồi thuê ở kia thì nó lại là phải tôi phải đăng ký giờ này dạ. không chung giờ giờ này này có okay, khi cái giờ đấy lúc tôi có việc tôi lại bỏ thế là tôi không 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 ngày hôm đấy là không không trị liệu được đấy và cái và chỉ liệu cái, này cái này đều vâng. hàng thường xuyên và đều chỉ mang lại hiệu quả cực tốt cho những người từ nói chung là từ 30 tuổi trở lên phụ Bà. nữ là, là là cái bắt đầu là nó suy giảm dần cái nội tiết tố của cơ thể con người nó làm cho mình giảm bớt những cái bệnh chẳng hạn nếu mà sử dụng những cái máy này hầu như các cô các bác là không bao giờ phải dùng đến thuốc lúc nào đo cũng ở ở cái trạng thái này là cân bằng Bà. nó khờ, nó là chính là nó thức tỉnh cái thần kinh của mình à, giờ là nó càng càng, càng tuổi càng cao đi xuống để nó, nó thức tỉnh cái thần kinh của mình để mà hoạt động Đấy, ví dụ và em em cũng nghĩ là đây. À, cũng chị là một khách hàng và qua đây thì em muốn lan tỏa những người thật việc thật như chị là à, cái thì tuấn japan đều đầy đủ các mã sản phẩm nó còn cái mã cao cấp hơn rất nhiều ở hiện nay thị trường bán mà tuấn japan lấy từ nhật về đều có nhưng tuấn japan vẫn khuyên anh chị em ví như chị nếu mình điều kiện chưa đủ thì mình dùng cái dạng máy ph 14 bốn này và hoặc là 14 ngàn A, 14 000 ngàn B hoặc là dưới 13 ngàn, 12 ngàn hay 11 ngàn thì đều nó cũng đều rất tốt rồi. Tại vì mình bỏ ra cái số tiền nó thật sự là cực kỳ hợp lý có cái máy mà ví dụ như là 9.000 PH có thứ thì nó đâu đó nó còn dưới 10 triệu cơ chị ạ. Ừ. Còn 14 ngàn này thì nó nó trên 10 triệu. Thế thì qua cái cái quá trình chị sử dụng đấy có 20 ngày thì tại vì nếu mà một người mới dùng cái máy điện trường này thì em không thể nói được nhưng với chị là một người cứ thâm liên gần 10 năm ngồi những máy điện trường cao cấp rồi thì chị so sánh với cái máy điện trường này cao cấp thì chị ra ngoài kia là chị ngồi miễn phí đâu được nửa tiếng và hai ngồi... mươi phút thôi không được nửa tiếng và không bây giờ người ta cho nửa tiếng rồi ừ. và nếu mà chị có đi ngồi thuê hàng tháng thì chị chỉ một thường là một tiếng thôi đúng không đúng thế thì nó cái thời gian đấy cái máy cao cấp đó thì một tiếng nó cũng nửa tiếng một tiếng nó rất tốt rồi à. nhưng khi ta sở hữu được nó ta sở hữu nó cái máy ph 14 bốn ngàn này còn nhìn thì có thấy nhiều. là tại vì chị cái, cái thời gian chị được tăng lên đúng rồi và mình chị chủ thích động lúc nào chủ, 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 chủ tôi động. đi ngồi máy thuê thì tôi lại chủ chủ nhật là phải nghỉ không người ta không cho ngồi cộng với những ngày lễ ngày tết chẳng hạn như tết vừa rồi dài kéo dài mười mấy ngày người ta không cho mình ngồi ra mình cũng cảm thấy nó bị nó có cái vấn đề gì không bình thường với sức khỏe, đấy. Thế vâng. Nên ra là tôi khi tôi sở hữu này tôi rất là thích. Vâng, em cũng luôn luôn là muốn những người khách hàng như chị lan tỏa được những cái cái, cái giá, trị, cái của giá cái, trị của cái của máy, máy này để và mà mang lại cái 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 cuộc sống khỏe thì mang lại cái nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Dạ. Vâng. Thích nhiều với thứ. Thế, uh, nhiều người băn khoăn, nhiều người băn khoăn là cái máy qua sử dụng này. Tại vì thường trung tâm người ta bán hàng ấy Thì người ta bán rất đắt Và người ta bán máy mới nguyên hộp Máy mới nguyên hộp mà Nhưng điện 220 đấy Và nó và nói 220 Thì thường cái điện mà uh, Của người Nhật ấy Thì là máy móc người ta xuất đi Thì chắc chắn uh, hàng xuất Thì bao giờ cũng không tốt bằng hàng lô địa Mà ừ. hàng lô địa là chỉ điện 100 thôi nhé chị nhé Mà chị Người ta lăn tăn là Sử dụng cái máy qua sử dụng này Nó sẽ cái tính năng và những cái trị liệu cái điện trường nó bị kém đi chị có thấy kém đi không ạ? Không, tôi vẫn thấy như vậy là tôi mang về tôi sử dụng thì thấy còn vượt trội hơn cả tôi đi ngồi thuê bởi vì tôi đi ngồi thuê có mỗi uh, một tiếng thế bây giờ tôi về nhà những ba tiếng cơ Dạ. Ơi ừ, trời ơi, nó nó tốt lắm mà. Dạ, em cứ... nói chia sẻ với chị là cái cái máy điện trường này này làm ừ. sao mà giá thật nó hợp lý, cái máy này nó có trên dưới 10 mười năm nay rồi, ừ. mà chị thấy không nó ừ. rất đẹp và tôi sẽ pan luôn luôn lại cho mọi người đây là một trong cái máy mà mà đây là nó cũng cũng gọi lại là gọi là 95 96 phần trăm thôi còn những cái máy còn có thể đẹp hơn nó vẫn có đó đây anh chị em nhìn này đấy nó rất đẹp đấy chị có hài lòng về về cái cái máy nhìn về cái máy cũ này là chị có thấy quá không? hài lòng và quá hài lòng với người người bán hàng Bởi vì là tin tưởng của chú Tuấn này, vâng. chín tin tưởng thì mới mua chứ còn còn không tin tưởng có khi có những người khác máy tốt nhưng mà mà mình không biết mình có phải là nghề đâu chuyên nghiệp đâu, nhưng dạ. là tin tưởng ở chú Tuấn này thì tôi mua rồi mọi người nếu có sử dụng cái máy của chú Tuấn này thì hãy nên tin tưởng và không sợ cái gì chú nói bảo hành là bảo hành mà vâng. chú nói chú nói rất là trung thực và bây giờ chỉ có trung thực thì nó mới có kết quả rồi Kết quả cả cho người mua và cho người bà người sử dụng nữa. Em Đấy. thì uh, nói chia sẻ là là em bán cái hàng gì thì mình là mình tìm hiểu cũng kỹ và em là dân kỹ thuật thì mình tìm hiểu kỹ và mình đem lại cái giá bán về gọi là rất là hợp lý đến tay khách hàng để lan tỏa những mình trao đi những cái sản phẩm tốt ừ. giá rẻ để mọi người tiếp cận được. Mọi người nhận lại được cái sức vâng. khỏe và không em thì được tiền. thêm được chút là kinh tế à, okay. nhưng mà đấy. cái đấy là em nghĩ là nó trao đi có lợi thôi à, em thì em có rất nhiều khách hàng như chị này và tới đây à, sang tuần này em vào thành phố hồ chí minh thì có anh chị khách hàng à, anh chị chưa mua máy của em đâu chị anh chị cũng dùng cái cái máy ph à, cái một cái máy điện trường khác chị em không nói tên thì anh chị bảo nếu mà tôi mà biết được à, tuấn gia pan sớm hơn thì chắc tôi đã lấy của máy của Tuan Japan. Ừ. Vì trước kia anh chị ấy mua một cái máy uh, trắng trắng uh, uh, gọi là cái máy đấy là máy liên doanh với Trung Quốc, ừ. sản xuất tại Trung Quốc. Ừ. Đấy, thì nó đâu đó nó cũng 7 80 triệu hay gần 100 triệu ấy, không ít tiền đâu. Ừ. Đấy, nó vẫn có tính năng nó tốt nhưng mà nguồn gốc thì uh, nó Nhật chuẩn Nhật 100%, 100% như thế nào thì đó là câu dò hỏi rất lớn. Đó tại vì những máy mà là cao cấp mà để chuẩn trị về để sức khỏe thì tuấn gia ban luôn luôn là à, mình tin tưởng ở người nhật vậy thì vì những cái máy này này đều được bộ y tế chứng thực là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà rồi đó thế chị ngồi từ cái đấy hai chục ngày hơn hai chục ngày đấy thì chị thấy là cái máy này nó với cái bệnh tình của chị là chị không ngủ 12 năm nay rồi ừ. đúng không thì chị những cái ngoài cái không ngủ đó thì đương nhiên là vẫn chị vẫn chưa ngủ được rồi. rồi thì chị thấy là cái cơ địa của chị những cái trầm cảm cái đau đầu hoặc là những cái gì nó biểu hiện khi ngồi cái máy này và cái ngồi những máy trước nữa của chị như thế nào ngồi máy trước nữa thì hồi tôi ngồi máy trước nữa thì tuổi tôi còn 50 thì nó khác với bây giờ mình tuổi 60 mươi đâm ra rằng là bây giờ nếu như tôi ngồi ở cái máy ngồi hiện trường loại mô vắt kia mới kia mà tôi đi ngồi thuê của người ta ấy, thì nó có, mà bị ít tác dụng hơn cái máy này tôi ngồi vì tôi có mỗi một ngày có mỗi một tiếng thôi dạ, bây vậy. giờ được thử, sở hữu là ngoài ba tiếng kể thích bao nhiêu dùng bấy nhiêu thế, thế nhưng mà nói chung là các bác hãy yêu quý sức khỏe của mình thì hãy nên sử dụng nó vì sử dụng nó mình mua mang về nó có cái là cả nhà mình được sử dụng vừa một mình mình bản thân mình đâu mà mang lại hiệu quả rất là tốt Và... tôi là người với là là mà không phải mất tiền thuốc nhá đấy các cô các bác là nên nhớ và. sử dụng cái này không mất tiền thuốc đếm tiền thuốc cộng tiền thuốc hàng tháng đi khám bệnh mà xem. Rồi mới lại cứ được bác. À người hơn. Việt mình ý thường là ít chăm lo sức khỏe hơn. Đúng rồi đấy. Và những người biết đến cái hiệu quả đây vi là phòng diệu bệnh của mình là, là phòng bệnh trước này, đấy. Vi diệu của những máy máy điện trường các bác Biết vời lắm các bác ạ, không là có là cái máy nào hơn cái máy này đâu. Là là hơn là là cái dòng điện. máy máy không có cái dòng nào mà hơn cái dòng máy xuống điện của Nhật từ dòng thấp 9.000 mới lại bảy tám nghìn cho đến mười mấy nghìn ba mươi nghìn hôn đều rất là tốt vâng mà nói chung là cái nào nó tuy thôi những người như tôi chẳng hạn bây giờ tôi sử dụng cái máy 14.000 này nhưng có thể khoảng năm năm sau tôi phải đổi cái máy cao cấp hơn bởi vì cơ thể của tôi nó đi xuống vậy dùng cái cao cấp hơn để nó dạ, nâng tôi thêm 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 lên chứ, à, chị à, chứ em chia là sẻ đấy. với chị đấy này này à, cái máy cao cấp ấy, thì nó được nhiều cái chế Tính, độ đúng rồi. nhiều cái bài tập nhiều cái dạng sóng nhiều cái tần đúng. số hẹp để nó làm cho con người mình không như chị ngồi nói chị là là tức là không bị quen không bị nhờn ấy. không bị nhờn đúng đấy rồi. thì nó nhiều cái chương trình hơn đương nhiên nó đắt hơn đúng thì rồi. nó sẽ có tác dụng cao hơn một chút nhưng mình Sống... chưa có điều kiện thì những ừ. cái máy này thì ngược lại mình mang về nhà rồi mình bù được là mình cái thời gian mình trị liệu nó dài hơn thì nó còn cao gấp hơn kia ở ngoài uh, uh, trung tâm Đấy, nếu mà một trung tâm mà mình mua có máy mua phát, máy IS 30.000, máy Medic ba 000 mà mình về nhà mình chữa trị cho đại gia đình mình ngồi một tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì nó vẫn là hơn cái máy này. Đúng rồi. Chẳng qua là mình ngồi nếu mà so với giá trị mình ngồi ở trung tâm thì cái máy này mà mình có về nhà có hơn chục triệu thì em nghĩ chị là quá là vi diệu rồi đúng không chị? Nếu Đấy. một lần đi bệnh viện thì chắc chắn là nó tiền triệu <laughs> chục triệu rồi lên rồi một lần nó nhẹ nhàng thì tôi đi khám bệnh cũng là 5 triệu cả tiền khám lẫn tiền thuốc, để vâng. nhẹ thôi. Đây là đây là nói dối bệnh bác sĩ là còn nhiều bệnh không dám khai ra. <laughs> khai nhiều bác sĩ kê lắm đơn lắm. Vâng. Vâng đi bắt đi chiếu chụp cái lọ sọ cái kia nhiều lắm. Vâng. Khai bớt thôi. Tôi thì cũng uh, đây là em cũng uh, qua đây chị ở Hà Nội thì cũng gần rất là gần em. Vâng. Thì em cũng qua đây để em uh, thăm hỏi chị vâng. và uh, cũng uh, muốn là chị chia sẻ từ cái tâm của chị là những cái máy điện trường PH này nó có công năng không mà mua máy cũ uh, qua sử dụng rồi thì có yên tâm hay không hay là như cái trung tâm người ta hù dọa là phải mua máy mới của tôi mua máy mới mới của tôi hàng trăm triệu hai trăm triệu làm gì có tiền thì nó khó mà nếu mà mọi người mua máy cao cấp đấy đến với tuấn japan bảo hành dài hạn đấy. nhưng vẫn có cái giá nó Rất chỉ là bằng chữ... một, một lửa một lửa già thôi đấy có một cái giá hợp lý đó. nó mọi người là yên tâm là như thế nói chung đấy. như thế này này nói đến hàng nhật thì ai cũng biết rồi tôi thì tôi không phải là tôi nói quá lên đâu nhưng mà tôi tin tưởng cái gì cũng rất là tin tưởng mà Được. lại những người người ta mang đến cho mình cái sức khỏe người ta còn bán buôn lâu dài chứ các chú làm ăn một lúc một nhát thì có mà bán cho ai Được. người ta lên là âm ra là, là mọi người nên còn nếu a à, còn bạn bè tôi đến đây này tôi cho nằm thử một tiếng đồng hồ về phê quá lại cứ bảo này chứ lại cũng dặn tôi là làm nhờ tôi mua hộ <laughs> à nhưng mà phải đợi đến sát năm rồi vẫn vẫn chưa có tiền, vẫn chưa đủ tiền. Vâng. Đấy. Còn có người thì bạn tôi trong Sài Gòn có bác sĩ đấy, cũng đi ngồi cái máy cái vật lý trị liệu uh, mô mười 14.000 vôn cao cấp đấy. Vâng. Nhưng mà chỉ được có ngồi trong bệnh viện chỉ cho 20 phút. Vâng. Thật ra là không khoái. Bây giờ về nhờ tôi bảo cái này tháng tư này ra đây là nhờ một hộ đấy, cô vâng. bạn là vâng, bác vâng. sĩ đấy. Vâng. Đấy mà em tới đây em cũng vào Sài Gòn à, ừ. chắc là sang, sang sang tuần này thì em cũng uh, có cái uh, anh chị ở Vĩnh Long uh, anh uh, chị uh, chồng uh, chị kiểu như là cũng bị trầm cảm và 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 uh, kiểu như là mất ngủ kiểu như là về cái dây thần kinh ấy. nhưng mà trầm cảm mất ngủ thì cũng phải nói đây với chú này người ta người ta tất cả mọi thứ người ta với chú không bệnh mắc bệnh gì vâng. thì chú dùng cái này Vâng. thì nó sẽ giữ nguyên cho chú nó không bị mắc bệnh thêm nữa. Vâng. Nhưng đã mắc bệnh rồi thì cả cái này gọi là vật lý trị liệu cộng vâng. với thuốc nữa. Nhưng không không là không ăn thua đâu. Vâng. phải vâng. thêm cả thuốc nữa vâng. hai nó kết hợp vật lý trị liệu cái này nó gọi là vật lý trị liệu cộng vâng. với thuốc nữa thì vào nó tác dụng vào thì rất là lớn hiệu Tại quả vì cực cao. Những người mà à, em em vẫn chia sẻ tức là mình có bệnh thì mình phải uống thuốc rồi. Đúng rồi. Nhưng những cái bệnh mà kinh niên mình uống nhiều quá thì nó sẽ thuốc nó sẽ vâng. suy gan suy thận nó nhiều thứ. Vâng. Thế thì mình sẽ hạn chế thuốc và những cái mà mình vẫn phải đi đến bác sĩ chứ. Ừ. Còn uh, mình phải nghe lắng nghe cơ thể. Thì ví dụ những người huyết áp, tiểu đường này thì người ta ngồi máy này, dần dần người ta bỏ được uống thuốc. Đúng rồi. Ngồi máy này huyết áp, tiểu đường, mỡ tim máu, mạch. hầu giang tim mạch không có. Vâng. Nhưng cái mà đó dừng đó... nó nhá, dừng nó khoảng đi ai đi chơi đi du lịch dừng nó khoảng 10 15 ngày nó lại lên. À vâng thì đấy là nó là vẫn mình... đang cơ thể thì mình tội gì mình, mình... có phải. Thế Chính thì cái dùng. bác uh, khách hàng của em bác bảo là cứ đôi khi tôi đi về quê kiếp 10 15 ngày tôi lại xách đi. Tại vì những máy này tôi còn vẫn có thể để ừ, mang vâng. đi được nó nhẹ nó không có gì đáng, à. đáng kể cả tôi mang đi theo được à, mà một cái máy này thì em mà không biết là có duyên được không thì em vào Vĩnh Long mà em uh, cũng qua đây là uh, uh, có một cái chị khách hàng tới đây đến cái máy ph 14 000 a này của em này em vào giao này thì, thì em đi có việc thôi thì em vào đấy trực tiếp à, chị nói là cái, cái chỗ ngồi uh, máy điện trường ở khu vực chỗ vĩnh long chị có một chị bị phổi bệnh viện trả về rồi ừ. bệnh viện trả về nhá ừ. thế thì là đã là vừa vô, vô phương cứu chữa rồi thế ừ. mà chị đi ngồi máy điện trường bây giờ là thở được đấy thở được và nó hồng hào còn chưa biết là nó bệnh nó thuyên giảm nhỉ nhưng mà bệnh viện trả về mà ngồi thuyên giảm mà đã gọi là uh, mình ăn uống nó ừ. tốt hơn rồi thì em nghĩ đấy là một cái hạnh phúc rồi. Còn không là. biết là 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 ừ. là ông trời đó đi lúc nào thì mình không biết ừ. nhưng như thế là cái chất lượng là 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 là, là, là máy nó được chứng thực rồi. Cái máy nó được khi sử dụng cái máy nó mang lại cho mình cái thay đổi cái sức khỏe của mình. Và... Thì đấy là một cái hạnh phúc rất lớn mà những người già mình cần sở hữu. tuổi của chị em chúng mình anh em chúng mình chỉ cần sở hữu sức khỏe chứ không ai sở hữu tài sản vâng. để dành tài sản không mang được đi đâu đấy nhưng nhiều người là như thế thôi rồi em cảm ơn chị à. À, chị chia sẻ này thì em cũng sẽ cái clip này em sẽ lan tỏa đến cho à. anh chị em mọi người cố gắng nhé vâng. cố gắng mỗi người sở hữu nên sở hữu cho mình trong cả gia đình nhà mình một cái đi tôi nói thật đấy, ăn tiêu hết nhiều rồi sức khỏe mới là vàng và nhà nhiều cũng không mang được đi được đâu Sức thì à, qua đây thì anh chị em mà cần tư vấn về máy điện trường à, cao áp nội địa nhật bản thì các em... dòng các hãng thì, chị hãy liên hệ với gặp chú tuấn, Giáp tuấn. theo tuấn số điện ấy... thoại 0929 75 6868 và 091 332 0614 kết bạn zalo để tuấn japan tư vấn nó kỹ hơn để cho anh chị em dùng cái máy nào nó vừa tiền máy nào cao cấp luôn luôn là bảo hành dài hạn và anh chị em có thể gần cơ sở Tuấn Japan là nhà Tuấn ở là cơ sở 1 là B7 ngõ 222 đường Lê Duẩn quận Đông Đa Hà Nội. Cơ sở 2 là số 6 phố Vũ Nhà, quận Nam Mai, Hà Nội mời anh chị em qua xem trực tiếp sản phẩm. Rồi anh chị em nhớ đăng ký kênh, like chia sẻ những cái uh, uh, giá, uh, giá uh, trị uh, giá trị này uh, về sức khỏe, giá trị sức khỏe của mình để cho mọi người biết tới, uh, lan tỏa. Sợ... Đấy là mình 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 cái hành động mình cũng là À, có tâm tốt để giúp đỡ mọi người rồi. À. Tuổi của của chị em Còn, mình nhiều cần rồi. À, Sở hữu sức khỏe là tốt. Vâ, Vâ. Thế cảm, cảm ơn chị. Cảm ơn cảm Vâ, chú Trần nhé. À, được rồi